Nhân dịp này, tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkins đã công bố quyết định và trao 3 bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho huyện Châu Đức là tuyến đường trồng hoa mai vàng dài nhất Việt Nam, và 2 công dân gồm kỷ lục gia Nguyễn Văn Công, bút danh Thiện Hảo, được cấp quyền tác giả nhiều ca khúc nhất trong thời gian 6 năm, từ năm 2018 đến năm 2024 với 400 ca khúc.